Nhật Bản là một quần đảo hình vòng cung hẹp nằm ở phía đông của lục địa châu Á, thường được biết đến với cái tên xứ sở mặt trời mọc. Mặc dù không phải là một quốc gia nổi tiếng về lịch sử ngàn năm như văn minh Trung Quốc, song lịch sử của xứ sở mặt trời mọc này cũng có nhiều điểm đáng để tìm hiểu. Theo nhận định của nhiều nhà sử học, việc thiết lập chính quyền quân sự Kamakura cuối thế kỷ 12 đã đưa lịch sử Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn tồn tại và phát triển mạnh mẽ của chế độ phong kiến. Tầng lớp võ sĩ được hình thành từ những thế kỷ trước đã dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của triều đình trung ương. Họ không chỉ là những chúa đất lớn, thâu tóm nhiều đặc quyền kinh tế, mà còn thách thức vị trí chính trị của chính quyền Nhật Bản thời bấy giờ với quân sự hùng mạnh. Vào nửa cuối thế kỷ thứ 12, sự hiện diện của những tập đoàn võ sĩ và việc họ trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị đã khiến cho bầu không khí tranh giành quyền lực hết sức quyết liệt bao trùm xã hội Nhật Bản. Nổi bật trong đó không thể không nhắc đến cuộc chiến tranh Genpei, cuộc chiến đầu tiên giữa hai phe phái samurai lớn mạnh nhất thời bấy giờ, gia tộc Taira và gia tộc Minamoto, vốn dĩ là hai đối thủ ngang tài, ngang sức trong việc tham gia và thao túng chính trị Nhật Bản vào giữa thế kỷ 12, bất chấp sự tồn tại của pháp luật và thiên hoàng. Tuy nhiên, trong loạn Hogen năm 1156 và loạn Heiji năm 1160, gia tộc Taira đã chiếm ưu thế hơn cả. Taira no Kiyomori trở thành bộ trưởng quốc gia. Gia tộc Taira đã thịnh trị trong khoảng 20 năm. Sự độc đoán và chuyên quyền đã gây nên rất nhiều bất mãn trong tầng lớp quý tộc và một số dòng tộc võ sĩ khác. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1180, Minamoto Yorimoto, vốn có thâm thù với dòng họ Taira, đã kêu gọi những võ sĩ ở vùng đồng bằng Kanto nổi dậy chống lại sự chuyên quyền của gia tộc Taira. Năm 1181, người đứng đầu dòng họ Taira chết vì bệnh. Thêm vào đó, nạn đói và dịch bệnh dai dẳng bao trùm Nhật Bản đã khiến cho dòng họ Taira thực sự suy yếu. Ngay khi nạn đói lắng xuống, vào ngày 10 tháng 5 năm 1183, quân đội nhà Taira đã nhanh chóng tiến quân nhằm muốn đánh bại đội quân của Yoshinaka, một tướng lĩnh mới và là em trai của Yorimoto. Tuy sự chênh lệch lực lượng là vô cùng lớn, song quân nhà Taira vốn dĩ đã thiệt hại quá nhiều bởi nạn đói, lại được tập hợp dọc đường hành quân, nên 4 vạn quân chỉ là một đám quân nông dân ô hợp, chịu thảm bại dưới 5.000 quân tinh nhuệ của Yoshinaka ở Kurikara. Nhà Taira hoảng loạn rút chạy khỏi thủ đô vào tháng 8 năm 1183. Vào tháng 2 năm 1185, nhà Minamoto chiếm pháo đài Taira và thủ đô mới tại Yashima. Ngày 24 tháng 3 năm 1185, trận hải chiến Danomura, trận đánh lớn cuối cùng của chiến tranh Genpei, diễn ra ở eo biển Shimonoseki. Khi trận chiến tiếp diễn, thủy triều thay đổi đã buộc các tàu Taira ngược lên bờ biển đầy đá, bị hạm đội Minamoto truy đuổi rồi dần rơi vào thế thất bại. Chiến thắng của dòng họ võ sĩ Minamoto vào năm 1185 đã mở ra thời kỳ phát triển của chế độ phong kiến Nhật Bản. Minamoto đã rút ra những bài học từ dòng họ Taira. Mặc dù được thiên hoàng ban cho danh vị tướng quân, song cũng quyết định xây dựng một chính quyền quân sự của riêng mình ở Kamakura, đứng độc lập hoàn toàn với chính quyền của thiên hoàng và giới quý tộc ở Kyoto. Chế độ mạc phủ với trung tâm là những võ sĩ đẳng cấp Shogun đảm đương vai trò bảo vệ đất nước và thiên hoàng đã được hình thành và nắm quyền chi phối, cai trị chế độ phong kiến Nhật Bản. Đến năm 1199, Yoritomo qua đời. Quyền lực của mạc phủ Kamakura dần rơi vào tay họ Hōjō. Tuy phải đối mặt với những tình thế chính trị phức tạp, song họ Hōjō đã loại bỏ dần những thế lực chống đối, đặc biệt là trấn áp thành công cuộc nổi dậy của lực lượng võ sĩ đối địch với sự chống lưng của thiên hoàng vào năm 1221. Vào thời Kamakura, Nhật Bản đã phải hai lần kháng chiến chống lại sự xâm lược của quân Mông Nguyên. Vào thế kỷ thứ 13, khi nắm được chính quyền của Trung Quốc, nhà Nguyên đã thực hiện cuộc xâm lược bành trướng lãnh thổ quy mô lớn ở cả châu Âu và châu Á. Nhật Bản cũng không nằm ngoài kế hoạch đó. Trong các năm 1268 và 1271, nhà Nguyên đã cử sứ giả sang Nhật Bản, yêu cầu nước này phải cử phái đoàn sang Trung Quốc để cống nạp và chịu sự thuần phục. Tuy nhiên, chính quyền Kamakura đã kiên quyết cự tuyệt yêu cầu này, đồng thời ra lệnh cho các lãnh chúa vùng ven biển Tây, Nam, đảo Honshu và đảo Kinshu tăng cường các tuyến phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chống lại cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên. Lần thứ nhất, vào năm 1274, Hốt Tất Liệt, cử tướng Hàn Đô mang 3 vạn quân cùng với lực lượng thủy binh Triều Tiên tiến vào phía bắc của đảo Kyushu và một số chiến thuyền đổ bộ vào vịnh Hakata. Nhưng đúng vào thời điểm đó, bão lớn đổ bộ và nhấn chìm toàn bộ thuyền chiến của quân Nguyên Triều xuống đáy biển.
Nhờ sự trợ giúp của thiên nhiên cùng với sự chiến đấu quyết liệt của lực lượng vũ trang Nhật Bản, cuộc viễn chinh lần thứ nhất của quân Mông Nguyên sang Nhật Bản đã thất bại thảm hại. Vào tháng 6 năm 1281, nhà Nguyên cử một đội quân xâm lược gồm 14 vạn tên cùng với sự hậu thuẫn của quân Triều Tiên chia làm hải đạo, vượt biển xâm lược Nhật Bản lần thứ hai. Trận chiến kéo dài suốt 2 tháng ở nhiều vùng Tây Nam Nhật Bản. Bởi tinh thần chiến đấu dũng cảm, lực lượng vũ trang Nhật Bản đã ngăn địch đổ bộ sâu vào đất liền. Rồi cũng như trận chiến thứ nhất, một cơn bão ập tới nhấn chìm bè lũ quân xâm lược, giúp Nhật Bản chiến thắng oanh liệt, thành công gìn giữ lãnh thổ, đánh một dấu mốc trọng đại trong lịch sử Nhật Bản. Với 2 lần đánh thắng quân Mông Nguyên xâm lược, chính quyền mạc phủ Kamakura sau đó đã thực hiện nhiều chính sách về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật để phát triển chế độ phong kiến Nhật Bản. Song vào đầu những năm 30 của thế kỷ thứ 14, chính quyền mạc phủ Kamakura đã dần suy yếu. Năm 1332, thiên hoàng Go-Daigo đã liên kết với những thế lực quý tộc, tôn giáo, võ sĩ bất mãn ở các địa phương, nổi dậy chống lại sự chuyên quyền của mạc phủ Kamakura, nhưng thất bại rồi bị bắt đi lưu đày ở đảo Oki. Năm 1333, tướng Ashikaga và Nitta đã trực tiếp chỉ huy một lực lượng quân sự lớn, bất ngờ tấn công vào Kamakura, chấm dứt 148 năm cầm quyền của mạc phủ Kamakura trong lịch sử Nhật Bản. Ngay sau thắng lợi của những tướng lĩnh đồng minh, thiên hoàng Go-Daigo đã được thả tự do và gấp rút xây dựng bộ máy chính quyền trung ương với tham vọng thâu tóm quyền lực vào tay mình. Tuy nhiên, năm 1336, tự thấy mình có lực lượng đủ lớn để nắm giữ quyền lực ở Nhật Bản, tướng Ashikaga đã kéo vào Kyoto, buộc thiên hoàng phải chạy về phía nam. Như vậy, trên thực tế, từ năm 1336 đến năm 1392, ở Nhật Bản có 2 triều đình mà lịch sử vẫn thường gọi là thời kỳ Nam Bắc Triều. Khác với mạc phủ Kamakura, tướng Ashikaga muốn tước hết mọi quyền lực của thiên hoàng, xây dựng một chính quyền riêng của mình ngay ở Kyoto, trung tâm chính trị truyền thống của đất nước. Mạc phủ Muromachi ra đời từ đó đã thực hiện nhiều chính sách mới về kinh tế, chính trị để lấn át hoàn toàn quyền lực chính trị của thiên hoàng và tăng cường sự quản lý đất nước, giữ thế cân bằng về chính trị trước sự phản đối của lực lượng võ sĩ ở địa phương và những đứt gãy của nền chính trị Nhật Bản lúc bấy giờ. Mạc phủ Muromachi duy trì được địa vị của mình đến năm 1573. Nhưng ngay từ đầu thế kỷ thứ 15, những chính sách mà dòng họ này thực hiện đã không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, khiến chế độ này vấp phải những khó khăn triền miên về kinh tế, chính trị. Trước tình hình đó, hai dòng họ võ sĩ có ảnh hưởng lớn đến chế độ mạc phủ Muromachi là Hosokawa và Yamana đã chia tách thành những tập đoàn quân phiệt đối lập. Do những tranh chấp về việc chọn người kế vị và hệ quả của sự nghèo đói dai dẳng trước đó, năm 1467, năm Onin thứ nhất, đã diễn ra cuộc nội chiến mà lịch sử gọi là loạn Onin. Cuộc chiến đã kéo dài dòng dã 10 năm liền. Nhiều Sugo đã tập hợp lực lượng kéo quân về Kyoto để tranh đoạt danh vị tướng quân. Năm 1467, đồng thời cũng là mốc khởi đầu của thời kỳ chiến quốc trong lịch sử Nhật Bản. Sau khi chiến tranh Onin kết thúc, từ cuối thế kỷ 15, Nhật Bản lại trải qua một thời kỳ với nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các lãnh chúa để tranh giành đất đai và quyền lực. Lịch sử gọi đó là thời kỳ chiến quốc, kéo dài từ năm 1490 đến năm 1600. Khác với thời kỳ Onin và thời kỳ chiến quốc, các cuộc xung đột giữa các thế lực phong kiến ở Nhật Bản đã mở rộng ra phạm vi cả nước. Mỗi tập đoàn võ sĩ cắt cứ một địa phương, chiến tranh cuốn tất cả mọi tầng lớp xã hội lao vào những cuộc tàn sát kéo dài hơn một thế kỷ, gây ra nhiều hệ quả đối với đời sống xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ. Cục diện chiến tranh đã khiến cho nhiều tập đoàn võ sĩ tự cố kết lại thành những tổ chức quân sự, chính trị vững chắc và nổi bật. Trong đó là liên minh quân sự, đứng đầu là Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu, nhằm loại bỏ thế lực của một số cơ sở tôn giáo, thực chất là những tập đoàn phong kiến lớn. Năm 1571, Oda đã cho quân bao vây, tấn công vùng núi Heizan, tàn phá hơn 3.000 dinh thự, chùa chiền và thẳng tay tàn sát hàng ngàn sư sãi. Đến năm 1573, Oda Nobunaga đã đưa quân trở lại Kyoto, đuổi tướng quân Ashikaga ra khỏi kinh đô, đặt dấu chấm hết cho chế độ mạc phủ Muromachi sau 237 năm thống trị trên lãnh thổ Nhật Bản. Những chính sách về kinh tế, chính trị mà Oda thực hiện tuy để lại một số hậu quả về xã hội, song lại mạnh mẽ và góp phần chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho quá trình thống nhất Nhật Bản sau này. Sau khi Oda Nobunaga qua đời, với sự nỗ lực không ngừng, chỉ sau 3 năm, một thân tín của ông là Toyotomi Hideyoshi đã trở thành lãnh chúa có thế lực nhất ở Nhật Bản. Năm 1584, Toyotomi Hideyoshi
đã cho xây dựng thành Osaka thành trung tâm chính trị của Nhật Bản. Năm 1585, Toyotomi Hideyoshi đã liên kết với những lãnh chúa có quyền lực khác thực hiện việc thống nhất Nhật Bản. Hầu hết các lãnh chúa đều phải chịu thuần phục sức mạnh của ông. Tình trạng phong kiến cát cứ kéo dài trong lịch sử Nhật Bản cơ bản đã chấm dứt, để thay vào đó là một thiết chế chính trị phong kiến quân phiệt thống nhất có khuynh hướng tập quyền. Những thành công trong công cuộc thống nhất Nhật Bản đã khiến cho Toyotomi Hideyoshi có tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng và khuếch trương thế lực với các quốc gia trong khu vực. Mượn cớ mượn đường để tấn công Trung Quốc, chính quyền Toyotomi Hideyoshi đã yêu cầu triều đình Joseon phải mở cửa để quân đội Nhật Bản tiến vào. Đầu năm 1592, Hideyoshi cử 20 vạn quân ồ ạt tiến quân sang bán đảo Triều Tiên, nhanh chóng chiếm được kinh đô Seoul. Nhưng sự kháng cự quyết liệt của quân dân Triều Tiên cùng với viện binh của nhà Minh, Hideyoshi đã phải ra lệnh rút quân về nước. Tuy thất bại về quân sự, nhưng Hideyoshi vẫn tự coi mình là kẻ chiến thắng và đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý với Triều Tiên và tất nhiên đã bị từ chối ngay lập tức. Vào năm 1597, Nhật Bản lại một lần nữa phát quân xâm lược Triều Tiên lần thứ hai. Trong khi tình hình chiến sự đang hết sức cam go với những bất lợi to lớn, từng Hideyoshi đột ngột qua đời vì bạo bệnh đã khiến cho Nhật Bản quyết định rút quân về nước. Tokugawa Ieyasu, một daimyo thân cận của Toyotomi Hideyoshi, đã chính thức bước lên vũ đài chính trị, thâu tóm quyền lực sau trận chiến quyết liệt với thế lực liên quân ủng hộ nhà Toyotomi tại Sekigahara vào năm 1600. Sau thắng lợi tại trận chiến này, Ieyasu đã thực hiện những chính sách khôn khéo để giải quyết vấn đề thực tại của nước Nhật lúc bấy giờ, đồng thời hướng tới tái thiết nền hòa bình và thống nhất quốc gia. Mạc phủ Tokugawa hình thành, giữ thế cân bằng quyền lực với triều đình, đặt trung tâm ở Edo, một tòa thành có vị trí chiến lược, sau này là Tokyo. Thời kỳ này được lịch sử gọi là thời Edo, hay còn gọi là thời Tokugawa. Dưới thời Edo, văn hóa Nhật Bản đã có những chuyển biến hết sức căn bản. Nhiều ngành kinh tế có sự phát triển nổi trội như nông nghiệp, chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho các cuộc canh tân của Nhật Bản trong thời kỳ hiện đại. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm tìm lại được sự thống nhất vốn có sau một nội chiến kéo dài dai dẳng, thì Nhật Bản lại phải đối đầu với một thách thức chính trị to lớn, sự xâm nhập của các cường quốc phương Tây. Thời kỳ Edo được các nhà sử học xem là thời kỳ phát triển cuối cùng và cao nhất của chế độ phong kiến, đồng thời cũng là thời kỳ mà lịch sử Nhật Bản trải qua những chuyển biến hết sức phức tạp và đa dạng. Hơn 200 năm tồn tại dưới chế độ mạc phủ Tokugawa, không hề có một cuộc chiến tranh lớn nào chạm tới cuộc sống thanh bình của Nhật Bản. Tuy nhiên, dường như chính giấc ngủ thanh bình triền miên bởi chính sách tỏa quốc trong sự cô lập hoàn toàn với các quốc gia bên ngoài đã khiến Nhật Bản tụt hậu một cách trầm trọng so với thế giới đang vận hành ngoài kia. Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cùng với nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công ngày một lớn của giới tư bản châu Âu đã khiến các nước này thúc đẩy sự xâm nhập vào châu Á bằng cả con đường kinh tế lẫn vũ lực. Nhật Bản cũng không nằm ngoài tham vọng đó. Lúc này, chính quyền Mạc Phủ liên tục có những bước đi sai lầm, liên tục nhượng bộ trước những áp lực của các cường quốc bên ngoài, đã khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng, tình hình đất nước trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Trong tình thế chính quyền Edo ngày càng xa lầy, phe chống đối Mạc Phủ là Chosu và Satsuma đã vận động Mạc Phủ trao trả lại quyền lợi cho Thiên Hoàng. Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 1 năm 1868, tướng Tokugawa chính thức bị tước đoạt đất đai, chức vụ để trao trả lại toàn bộ quyền điều hành đất nước cho Thiên Hoàng Minh Trị. Ngày 11 tháng 4 năm 1868, Mạc Phủ mở cửa thành Edo, đầu hàng quân triều đình, chấm dứt vai trò là trung tâm quyền lực của đất nước suốt hơn 200 năm. Sự chấm dứt của thời kỳ Edo đồng thời đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ phong kiến tồn tại kéo dài gần 700 năm trong lịch sử Nhật Bản. Tuy đã chấm dứt vai trò của mình trong lịch sử, song không thể phủ nhận rằng thời kỳ Edo đã đưa lịch sử phong kiến Nhật Bản phát triển lên đến đỉnh cao, thống nhất lãnh thổ vốn bị chia cắt bởi những thế lực cát cứ trong thời kỳ chiến quốc. Ngày nay, trên lãnh thổ bán đảo Triều Tiên, người ta vẫn biết đến sự tồn tại của hai quốc gia Hàn Quốc và Triều Tiên với sự phát triển dường như đối lập nhau. Sự khác biệt rõ rệt về thể chế chính trị cũng như hướng phát triển trong suốt gần 70 năm qua dường như khiến nhiều người quên rằng Hàn Quốc và Triều Tiên vốn là một vùng lãnh thổ thống nhất, có nguồn gốc là dân tộc Triều Tiên, có lịch sử kéo dài 5.000 năm với bao nhiêu thăng trầm, biến động.
Con người đã bắt đầu sống trên bán đảo Triều Tiên và hình thành nên dân tộc Triều Tiên từ cách đây hàng trăm nghìn năm. Tuy nhiên, việc những quốc gia đầu tiên lần lượt ra đời trên bán đảo này mới thực sự là nền móng cho sự xuất hiện của thời kỳ Tam Quốc. Trên cơ sở của nền văn hóa đồ đồng hình thành ở vùng Dâu Đông, Liêu Đông và vùng Tây Bắc bán đảo, những bộ tộc được cai trị bởi các tộc trưởng đã tập hợp và hình thành nên quốc gia Triều Tiên cổ, quốc gia đầu tiên trong lịch sử dân tộc Triều Tiên. Năm 108 trước Công Nguyên, Triều Tiên cổ diệt vong, nhà Hán thiết lập những chính quyền cai trị ở vùng Manju, trung tâm của thời kỳ Triều Tiên cổ, đã khiến những nhóm người nổi dậy và tập hợp thành những đơn vị bộ tộc. Những bộ tộc này thông qua chiến tranh hoặc liên hợp với những bộ tộc khác đã hình thành nên những quốc gia trải dài trên bán đảo Triều Tiên lúc bấy giờ, như là Phù Dư và Cao Câu Ly, vùng Mãn Châu, Ốc Trở và Đông Huế, vùng bờ biển Đông Hải, Tam Hàn, phía nam bán đảo, Lạc Lãng, phía tây giáp với Bột Hải. Các vương quốc liên minh này đã dần dần thống nhất và mở ra một thời kỳ lịch sử mới trên bán đảo Triều Tiên, thời kỳ Tam Quốc. Cao Câu Ly đóng đô ở thành nội Kế An, Trung Quốc, ở lưu vực sông Áp Lục, cố gắng tập trung xây dựng lực lượng để chống lại quân xâm lược Trung Quốc thời bấy giờ, đồng thời chinh phục các nước xung quanh. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ tư, Cao Câu Ly đã thành công tiêu diệt những thế lực mà Trung Quốc đặt ở những quận huyện trên bán đảo Triều Tiên, song vẫn chịu sự đe dọa của thế lực này ở phương Tây và sự xâm lược của Bách Tế. Bách Tế là quốc gia do những người di cư tới từ phương Bắc lập nên vào khoảng năm 18 trước Công Nguyên ở thành Úy Lễ thuộc lưu vực sông Hàn. Trong quá trình phát triển của mình, Bách Tế đã gặp nhiều khó khăn, song khi đẩy lùi được sự xâm lược của các thế lực Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 3, đã bước vào giai đoạn phát triển toàn thịnh và đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ thứ 4 dưới thời của vua Geunchogo. Tần La là quốc gia được hình thành trên cơ sở liên hiệp nhiều thế lực nên ra đời muộn nhất trong thời kỳ Tam Quốc, khoảng 557 trước Công Nguyên. Từ một vùng lãnh thổ nhỏ bé ở vùng đồng bằng Gyeongju, Tần La đã chinh phục các nước xung quanh, mở rộng lãnh thổ tới tận lưu vực sông Nắc Đông. Các quốc gia trong Tam Quốc vừa tiến hành chiến tranh chống đối lẫn nhau, vừa cố gắng khuếch trương thế lực của mình. Những cuộc giao tranh quyết liệt để giành thế lực của Tam Quốc chính thức khởi phát từ thế kỷ thứ 4. Cao Câu Ly được xem là một cường quốc trên bán đảo Triều Tiên lúc bấy giờ, với lãnh thổ rộng lớn trải dài từ vùng Manju đến tận khu vực miền Trung bán đảo. Về phía Tân La, nhờ việc tăng cường quyền lực và xây dựng hệ thống tập quyền trung ương, nên đến giữa thế kỷ thứ 6 đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về mặt đối ngoại. Tiền đề để Tân La đạt được sự thống nhất Tam Quốc không thể không nhắc đến những chính sách đối ngoại mà quốc gia này đã khéo léo sử dụng. Từ những năm đầu thế kỷ thứ 7, để khắc phục những khó khăn của mình, Bách Tế đã lựa chọn giải pháp tấn công xâm lược Tân La. Đứng trước tình thế cấp bách đó, Tân La đã liên kết với nhà Đường để tiêu diệt Bách Tế và Cao Câu Ly. Đổi lại, Tân La sẽ cắt phần đất ở phía bắc sông Đại Đồng sau khi đạt được mục đích. Tuy nhiên, ngay sau khi hai trong ba quốc gia trong Tam Quốc bị tiêu diệt, nhà Đường đã bộc lộ rõ dạ tâm muốn thôn tính quốc gia còn lại, đặt đô đốc phủ ở Tân La nhằm tiến hành cai trị quốc gia này. Tân La đã khéo léo kết hợp sức mạnh của quốc gia, đồng thời nhờ vào sự góp sức của những tàn dân Cao Câu Ly và Bách Tế để đánh tan dã tâm xâm lược của nhà Đường. Tân La đã thống nhất được Tam Quốc vào năm 676. Mặc dù còn nhiều hạn chế trong quá trình tiến hành, song sự kiện này đã đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử bán đảo Triều Tiên, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho bán đảo. Sau khi thống nhất, Tân La vẫn duy trì sự phát triển phồn thịnh với lãnh thổ rộng lớn, một chế độ trung ương tương xứng với vị thế của một quốc gia thống nhất, đồng thời giao lưu đối ngoại sôi nổi với nhà Đường. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ thứ 8 trở đi, việc tranh giành quyền lực gay gắt giữa những quý tộc thuộc đẳng cấp Jingon trong chính quyền trung ương đã khiến Tân La mắc kẹt trong những cuộc chiến tranh rồi dần suy yếu. Lúc này, ở khu vực lãnh thổ của Cao Câu Ly cũ, những tàn dân đã xây dựng quốc gia Ban Hê, Bột Hải vào năm 698, trở thành một cường quốc ở vùng Đông Bắc Á vào khoảng thế kỷ thứ 9. Đến cuối thế kỷ thứ 9, những cuộc khởi nghĩa nông dân nổi lên khắp nơi đã khiến chế độ cốt phẩm, trật tự thân phận có tính truyền thống của Tân La bị lung lay, cộng với mất mùa, bệnh truyền nhiễm và những chính sách sai lầm của triều đình càng khiến xã hội rơi vào hỗn loạn. Sau hệ thống nhất bị rung chuyển và lại một lần nữa đứng trước sự tan rã, mở ra thời kỳ hậu Tam Quốc trong lịch sử. Tân La hậu Tam Quốc đã bị phân liệt thành các quốc gia là hậu Bách Tế vào năm 900 có kinh đô ở Wan Sanju và hậu Cao Câu Ly năm 901 ở Sogak. Năm 918, Wang Geon, một thuộc hạ dưới trướng vua hậu Cao Câu Ly, nhưng được lòng dân chúng và có thế lực địa phương vững chắc, đã được đưa lên ngôi quốc vương thay cho Gung Gi, đổi tên nước thành Cao Ly.
rời kinh đô về vùng Sogak. Để thống nhất tình trạng chia cắt hậu Tam Quốc, Wang Geon một mặt giảm thuế để thu phục lòng dân, một mặt tiến hành công kích hậu Bách Tế, đồng thời thực hiện chính sách hòa hợp với Tân Lạc. Thái tổ Wang Geon cuối cùng cũng dẹp được loạn hậu Tam Quốc, một lần nữa thống nhất bán đảo Triều Tiên vào năm 936. Ngay sau khi thành lập, Cao Ly đã tiếp tục xúc tiến chính sách Bắc Tiến, cố gắng khôi phục lại những phần lãnh thổ của Cao Câu Ly, tạo động lực cho việc khôi phục lãnh thổ cho đến tận khu vực sông A Mốc sau này. Nhà nước Cao Ly đã thực hiện nhiều chính sách phù hợp với một quốc gia thống nhất, đã dung hòa nền văn hóa đa dạng của các quốc gia Tân La, Bách Tế, Cao Câu Ly để đặt nền móng cho một nền văn hóa dân tộc mới, lấy tính đa dạng, mở cửa làm đặc trưng chính. Nếu như việc thống nhất Tam Quốc của Tân La là điểm xuất phát cho sự thống nhất dân tộc trên bán đảo, thì việc thống nhất của Cao Ly hậu Tam Quốc là sự hoàn thiện việc thống nhất một cách thực chất, mà ở đó có sự dung hợp những thế lực đa dạng xuất thân từ Tam Quốc cũ và cả người Bột Hải. Trong thời kỳ này, Nho giáo dần được coi trọng và trở thành ý niệm chính trị của quốc gia. Nhà nước đã sử dụng Nho giáo, thiết đặt nhiều chế độ để củng cố nền tảng của thể chế tập quyền trung ương. Nhiều hoạt động giao lưu đối ngoại với thương nhân ngoại quốc phát triển sôi nổi. Lần đầu tiên, đất nước của người dân Hàn được thế giới biết đến với cái tên Korea, bắt nguồn từ chữ Cao Ly. Đến thời trung kỳ Cao Ly, tức là khoảng sau thế kỷ 12, sự bất an trong chính trị lan rộng khiến cho xã hội xuất hiện những mâu thuẫn chồng chất. Ijagyeong, một vương thất có nhiều điền thổ đất đai, có quan hệ thân thích với nhà vua, thậm chí còn có quyền lực cao hơn cả nhà vua, đã gây ra sự kiện loạn Ijagyeong vào năm 1126 trong lịch sử. Tiếp ngay sau đó, Myeong Cheong, một tăng lữ có xuất thân từ Sejeong, đã lợi dụng lòng dân bất mãn, vận động rời đô về vùng Sejeong và nổi loạn năm 1135. Kết quả của những cuộc phản loạn này tuy đã bị dập tắt nhanh chóng sau đó, song lại gây ra những hậu quả nặng nề cho đất nước, san bằng vùng Songgyeong, một vùng đô thị trù phú rộng lớn sau thủ đô. Các võ thần vốn bất mãn với chính quyền từ lâu đã nổi dậy chính biến vào năm 1170 và lập nên chính quyền võ thần. Phong trào phản kháng của những tầng lớp tiện dân và nông dân cũng từ đó mà diễn ra rất sôi động trên phạm vi cả nước. Một số phong trào đấu tranh sôi nổi có thể nhắc đến trong thời kỳ này, đó là phong trào đấu tranh của người dân Tây Bắc chống lại chính quyền võ thần của Zhou Huizhong, khởi nghĩa của anh em Man Gi và Mang Soi ở vùng Trung Bộ, phong trào đấu tranh của Kim Sami và Hyosim Unmun Đông Nam Bộ. Vào thế kỷ 13, ở Trung Quốc, Thành Cát Tư Hãn đã lập nên Mông Cổ và tiến hành bành trướng thế lực xuống vùng Đông Á. Bán đảo Triều Tiên cũng không nằm ngoài dự tính đó. Năm 1231, Mông Cổ bắt đầu việc xâm lược Cao Ly. Ngay sau khi bị xâm lược, Cao Ly đã rời đô về Gangwa-do và tiến hành cuộc đấu tranh bền bỉ trong suốt 40 năm. Phong trào đấu tranh của tiện dân và nông dân cũng có những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mông Cổ xâm lược. Sau khi giảng hòa với Mông Cổ, chính quyền võ thần bị lật đổ. Nền chính trị lấy vua làm trung tâm được khôi phục ở Cao Ly cũng là khoảng thời gian mà nhà Nguyên được thành lập ở Trung Quốc. Sau này, nhà Nguyên đặt quốc vương dưới sự khống chế của mình và cai trị Cao Ly gián tiếp thông qua quốc vương. Đến khoảng thế kỷ thứ 14, sự suy yếu của nhà Nguyên ở Trung Quốc đã kéo theo sự suy giảm trong can thiệp và công việc nội bộ của Cao Ly, tạo điều kiện cho không khí cải cách dâng cao trong xã hội. Lúc này thì quốc vương Cao Ly, vua Gông Min, đã lợi dụng điểm giao thời giữa nhà Nguyên và nhà Minh để đẩy lùi thế lực nhà Nguyên và thúc đẩy chính sách tự chủ đánh đuổi giặc Wu và giặc Ông Geong ra khỏi lãnh thổ. Sau sự kiện hồi quân ở Wiwado năm 1388, chính quyền võ thần với trung tâm là Yi Seong-gi đã bắt tay với phái Sĩ Phu có tư tưởng cải cách cấp tiến, tiến hành một cuộc cải cách thực sự, lật đổ vương triều Cao Ly, lập nên vương triều Triều Tiên vào năm 1392. Sau khi thành lập, vào năm 1394, Triều Tiên đã rời kinh đô về Hanjiang, thực hiện chính sách xây dựng và củng cố nhiều chế độ khác nhau dựa trên nền tảng của nguyên lý Nho giáo, phát triển theo hình thức nhà nước tập quyền trung ương. Nhờ đó, các mặt của đời sống nhân dân được ổn định. Một thành tựu lớn không thể không nhắc đến trong suốt hơn 100 năm tồn tại của nhà nước Triều Tiên, đó là việc vua Sejong sáng tạo và cho truyền bá chữ Huấn Dân Chính Nhâm từ năm 1446. Dân tộc Triều Tiên từ đó đã có văn tự của riêng mình, làm cho nền văn hóa phát triển ngày càng rực rỡ. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 15, phái Sarim gồm những học giả nho học không hợp tác với vương triều Triều Tiên trong việc xây dựng đất nước mà lui về sống ở ẩn ở quê và tập trung vào việc nghiên cứu học thuật, đã chính thức bước lên vũ đài chính trị trung ương, đối lập với phái cựu thần trong triều đình, đóng vai trò chủ đạo trong xã hội Triều Tiên cuối thế kỷ 16.
Vào cuối thế kỷ 16, chế độ quân dịch hỗn loạn và sự chia rẽ trong xã hội khiến sức mạnh quốc phòng của Triều Tiên suy yếu. Nhờ vậy, nhờ có sự thắng lợi của thủy quân và sự xuất sắc của nghĩa binh, trong 7 năm, Vương triều Triều Tiên đã đập tan cuộc xâm lược của người Nhật mà lịch sử thường gọi là Nhâm Thìn Hòa Loạn. Ngay sau loạn mà người Nhật gây ra, cuộc xâm lược của người Hồ năm Bính Tý, sự kiện Bính Tý Hồ Loạn cũng xảy ra, khiến dân chúng còn lại lãnh thổ của Triều Tiên chịu những tổn thất mất mát to lớn. Chủ trương Bắc phạt được lấy làm chủ trương trọng tâm nhằm trả thù người Hồ trong thời kỳ này. Vào thời vua Jeonjo và vua Jeong, Vương triều Triều Tiên đã thực hiện chính sách đãng bình và nhiều cải cách khác giúp ổn định nền kinh tế, văn hóa và xã hội. Sau khi vua Jeonjo qua đời, vua Sunjo còn nhỏ tuổi lên thay đã thực hiện nền chính trị thế đạo, tức là nền chính trị với quyền lực tập trung vào tay của một số thông gia của hoàng cung, đã làm kỷ cương chính trị sụp đổ. Đặc biệt sang thế kỷ 19, những cuộc nổi loạn của tầng lớp nông dân đã không ngừng tăng cao. Tiêu biểu trong đó là cuộc nổi dậy của Hong Gyeonglae và nông dân vùng Jinju. Hong Gyeonglae là một gian ban sa sút ở địa phương, lôi kéo được lượng lớn thương nhân và nổi dậy khởi nghĩa ở vùng Pyongan từ năm 1811. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt 10 năm, tuy thất bại do còn nhiều hạn chế, song đã giáng một đòn nặng nề vào chính quyền đương thời và gây ảnh hưởng rộng lớn đến những cuộc nổi dậy sau này. Cũng trong thời kỳ này, Thiên Chúa giáo đã từng bước du nhập và phát triển rộng rãi trong xã hội. Tôn giáo mới là Đông Hắc cũng ra đời và mở rộng ảnh hưởng ở vùng nông thôn. Trong bối cảnh chính trị phức tạp trước và sau những năm 1860, trong nước thì khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Bên ngoài thì các thế lực phương Tây gây áp lực đòi mở cửa thông thương. Hưng Tuyên Đại Viện Quân đã lên nắm chính quyền vào năm 1863 và thực hiện cuộc cải cách nội chính để ổn định đời sống nhân dân. Hưng Tuyên Đại Viện Quân khước từ mọi sự thông thương từ phương Tây, triệt để đàn áp Thiên Chúa giáo. Tuy làm Triều Tiên chậm lại trong quá trình tiếp thụ văn hóa mới, song đã thể hiện được tinh thần tự chủ chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Sau khi Hưng Tuyên Đại Viên Quân thất thế, Triều Tiên đã ký điều ước Gwangwa-do với Nhật Bản vào năm 1876. Theo đó, Triều Tiên sẽ mở cửa 3 hải cảng thông thương và cho phép người Nhật cư trú ở những nơi nhất định trong nước. Sau đó, chính quyền Triều Tiên đã lần lượt ký kết các điều ước thông thương với Mỹ, Anh và những nước phương Tây khác, tích cực mở cửa đất nước, hòa vào dòng chảy chung của lịch sử thế giới. Việc ký kết điều ước Gwangwa-do đã khiến Triều Tiên chịu nhiều bất lợi, khiến sự phản kháng trong nhân dân đối với Nhật Bản bị đè nén, tình hình chính trị hỗn loạn. Sự kiện Nhâm Ngọ quân loạn diễn ra trong năm 1882 đã khiến Triều Tiên tiếp tục phải ký kết một hiệp ước bồi thường bất bình đẳng khác với Nhật Bản. Sau sự kiện này, nhà Thanh đã đẩy mạnh can thiệp nội chính vào chính quyền Triều Tiên. Triều Tiên sau khi mở cửa thông thương đã tiến hành cải cách và tiếp thu văn hóa phương Tây, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề của nông dân. Sau trình biến Giáp Thân năm 1884, triều đình lại một lần nữa để nhà Thanh can thiệp sâu hơn vào công việc nội bộ, khiến đời sống nhân dân ngày càng khó khăn. Phong trào nhân dân Đông Hắc đã nổ ra vào năm 1894 nhằm bảo vệ đất nước trước những thế lực xâm lược bên ngoài và chống lại những chính sách chính trị sai lầm của triều đình. Dưới sự đàn áp của quân Nhật, phong trào đấu tranh của những người nông dân mang ước mơ xây dựng một xã hội mới, một quốc gia dân chủ đã tan vỡ. Nhật bộc lộ rõ dã tâm xâm lược Triều Tiên khi các cường quốc, đặc biệt là Nga, đang nỗ lực can thiệp vào chính quyền Triều Tiên. Sự kiện Nhật ám sát Hoàng hậu Mi-yeong Seong dã man vào năm 1895 đã dấy lên làn sóng phản đối gay gắt của dư luận quốc tế, đồng thời làm dấy lên tinh thần kháng Nhật của nhân dân Triều Tiên, khiến những phong trào nghĩa binh kháng Nhật nhanh chóng đổ dài. Năm 1897, Triều Tiên đổi tên thành Đại Hàn Đế Quốc nhằm nâng cao uy tín của đất nước vốn đã bị mai một trong một thời gian và tiến hành những cuộc cải cách để đưa đất nước phát triển trở lại. Tuy nhiên thì với sự kiện Nhật thắng Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1904, Nhật Bản đã trở thành một cường quốc ở khu vực Đông Bắc Á và đẩy mạnh việc xâm lược vào bán đảo trên tất cả các lĩnh vực thông qua điều ước Ất Tỵ. Hoàng đế Đại Hàn Đế Quốc lúc này là Gojong kịch liệt phản đối điều ước này, tuyên bố vô hiệu hóa bởi những điểm bất hợp lý trong điều ước này đã gây ra cho bán đảo Triều Tiên. Đồng thời trên phạm vi cả nước, những đội nghĩa binh quy mô lớn cũng hình thành, nổi dậy chống lại quân xâm lược Nhật Bản. Nhật Bản nhận thấy sự cản trở của vua Gojong đã khiến chúng không thể hoàn thành dã tâm xâm lược, nên vào năm 1907, mặc sự phản đối của nhân dân Hàn, chúng đã dùng quân đội ép vua thoái vị, giải tán quân đội của bán đảo. Sự kiện vua Gojong thoái vị là sự kiện đặt dấu chấm hết cho chính quyền phong kiến tồn tại lâu đời trên bán đảo Triều Tiên, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử bán đảo, thời kỳ cận đại. Lịch sử bán đảo Triều Tiên tuy trải qua nhiều biến đổi thăng trầm, nhiều lần chia cắt rồi thống nhất,
song những nền tảng văn hóa xã hội hình thành trong suốt gần 2.000 năm lịch sử sẽ là cơ sở quan trọng để dân tộc Triều Tiên đứng lên kháng chiến chống lại sự cai trị của đế quốc Nhật về sau.